Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam năm 2020 là hoạt động cụ thể triển khai chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Giải thưởng gồm 5 hạng mục: sản phẩm số xuất sắc, giải pháp số xuất sắc, nền tảng số xuất sắc, thu hẹp khoảng cách số và sản phẩm số tiềm năng. 50 sản phẩm vào top 10 ở mỗi hạng mục đều là những sản phẩm, giải pháp, nền tảng xuất sắc, tiêu biểu, thể hiện năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và người Việt trong việc làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghệ số. Theo đó, giải thưởng nền tảng số xuất sắc gồm giải nhất thuộc về Bay.vn, nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp số, giải nhì thuộc về Bi, ứng dụng gọi xe công nghệ, giải ba thuộc về FPT AI, nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện. Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các sản phẩm đạt giải lần này phản ánh sự tích cực của doanh nghiệp công nghệ số tham gia giải quyết các bài toán của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Một số sản phẩm đã vươn ra thị trường thế giới.